Đây là một chiếc phong bì mà bác khách đã gửi cho chúng tôi để nhờ chúng tôi kiểm tra xem đây là gỗ gì, bởi vì bác đấy không biết. Để xem là đây là gỗ gì nhá. Bác ấy nói là nó có rất là nhiều cái mùi thơm. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra này. Đầu tiên là cái màu gỗ nó bở bở xốp xốp, một cái tôm rất là to này. Tôm gỗ rất là to. Thứ hai là cầm rất là nhẹ. Cảm giác mà nếu mà nhìn bằng mắt như này thì không khác gì đây là gỗ rác. Cái phần rác của cái gỗ. Đó, và nó chẳng có cái vân, cái veo các thứ gì cả. Đó, nó cũng không phải là lên tuyết. Mùi giống như là mùi dầu Phật Linh, giống như cái mùi dầu gió. Và cái mùi dầu gió này thì nó làm cho tôi liên tưởng đến cái dòng gỗ là gỗ Long Lão. Cái gỗ Long Lão nó cũng có cái mùi giống như này. Và cái màu gỗ nó cũng nhạt nhạt vàng vàng giống như này. Tuy nhiên thì cái gỗ Long Lão nhá, nếu như mà ở bên trong lõi ấy, nó tương đối là rắn và nó có rất là nhiều cái vân. Nhưng mà đây thì nó lại không có vân. Cho nên tôi nghi là vì là bác ấy cắt một cái mẩu như này, đây là mép ngoài này, và bác ấy cắt chéo như này, thì rất có khả năng là đây là cái phần rác gỗ. Cho nên ấy, là nếu như để đánh giá thì tôi đánh giá nghiêng về cái phương án đến 90% đây là gỗ Long Lão.